Xin chào và hoan nghênh tất cả anh chị em đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới nha. Tựa game này được việt hóa bởi nhóm The Red Steam. Game này thì có tên là Lie of P, là dịch ra là lời nói dối của P đấy. Thì nó được làm dựa trên câu chuyện cổ tích về cậu bé người gỗ Pinocchio, nhưng mà được làm theo cái kiểu mà phong cách nó tăm tối, đáng ám hơn, chứ không phải là dựa hẳn 100% vô chuyện cổ tích đâu. Thì game này mình lúc mới ra mình để ý cũng chấm nó lâu rồi, tới tận bây giờ thì mới có cơ hội để trải nghiệm nó. Và mình tin là sẽ có khá nhiều bạn thích từ game này. Biết tại vì sao? Rất đơn giản thôi, tại vì mình biết là trên kênh của mình có khá nhiều bạn thích xem mình bị ăn hành, cho nên chắc chắn là mấy bạn đó sẽ khoái từ game này, tại vì từ game này sẽ cho mình ăn hành khá nhiều đấy. Tại vì đây là một game thuộc dòng Soulline mà, một từ dòng game chuyên bán hành người chơi. Nói chung là game này là do studio của Hàn Quốc, cho nên mọi người sẽ thấy tạo hình nhân vật nam nữ nó rất là đẹp luôn, đẹp chuẩn phong cách Hàn Quốc nhé. À, cụ thể như thế nào thì mời mọi người cùng mình thưởng thức từ game này ha. Không nói nhiều nữa, vô. Mình có cài đặt sơ sơ về cái âm thanh hình ảnh rồi. Nếu mà thấy âm thanh hình ảnh lớn quá hay nhỏ quá gì đây, tiếng lớn quá nhỏ quá thì báo để mình chỉnh thêm ha. Rồi, vô. Vinh danh nhà văn Carlo Collodi. À, nhà văn đã viết nên câu chuyện Pinocchio. Geppetto's puppet. We need your help. Wow. Đồ họa tuyệt vời luôn mọi người ơi, quá đẹp. Đây mình đang chơi bằng tay cầm ha. À, hình như chỉnh nó hơi sáng thì phải. Không biết có sáng quá không, mình đang để độ sáng khoảng 60-70 gì. Chực chực ghê. Hay là cho nó nhảy quá. À là tương tác. Có cái gì để tương tác đâu. Game này thật ra thì mình đã xem một số người chơi, họ chơi bản tiếng Anh lẫn bản tiếng Việt rồi, nhưng mà nói chung là mỗi phong cách khác nhau, cho nên mình muốn quyết định mình tự tay chơi. Rồi sao máu me không vậy? But we have to hurry. Sophia. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Mona Lam. Sử dụng thắt lưng. Trên dưới ít để dùng vật phẩm trên thắt lưng đã chọn. Trang bị vật phẩm và cử chỉ trên thắt lưng để sử dụng chúng. Giữ để kích hoạt túi bổ sung. Chữ A. À, mấy cái đồ ném nữa đâu mà. Chữ A, X để xài. Ok. Mona Lam là một cái đèn. Đừng sợ hãi ngay khi lạc trong bóng tối. À, Gemini là con dế á. Trong chuyện cổ tích nó cũng có con dế. Độ bền vũ khí. Rồi, cái này là hồi máu. Chữ A. Rat Resort. Nhân vật của bạn sẽ chết nếu sử dụng thứ này. Có muốn tiếp tục không? Không. Đâu đi. Game này được cái là nó tối ưu cực kỳ tốt luôn mọi người. Tuy là đồ họa rất đẹp.
find something that might help. Đồ họa cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà nó không yêu cầu cấu hình máy quá cao. Máy mình dư sức chơi luôn. Mình đang để ở đồ họa mức cân bằng đấy, là giữa hiệu năng và chất lượng thì nó đang ở mức cân bằng. Đây, giai đoạn quan trọng nhất đây. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Lựa chọn phong cách chiến đấu. Con đường Ricket là kiểu cân bằng. Chính giữa này là con đường của Bastar là linh hoạt. Bên phải con đường của Whipper sức mạnh. Đây. Bên trái là cân bằng giữa sức mạnh và tốc độ. À, chính giữa là nhanh nhẹn. Chọn phong cách nhanh nhẹn và linh hoạt, tập trung vào điểm yếu của địch. Bên phải là phong cách chiến đấu hạng nặng, sử dụng sức mạnh thể lực vượt trội. Thì mình thấy là đa số người ta sẽ chọn chơi kiểu cân bằng hoặc là nhanh nhẹn. Còn mình thì mình sẽ chọn kiểu sức mạnh. Biết tại sao? Tại vì mình nghĩ là với những cái game thuộc dòng show thì chúng ta không cần ra đồ quá nhiều, ra ít nhưng mà chất, đánh đồ nào thấm đồ đó. Mình quyết định là chọn sẽ con đường này nha. Có thể nó sẽ khó khăn mà nó sẽ khác với những người chơi khác, nhưng mà đâu cần phải đi theo con đường của người khác làm gì, đúng không? Chúng ta phải tạo lối đi riêng chứ. Rồi, chọn con đường hạng nặng nha. Chọn kiểu cục súc. Đối với bọn quái mất dạy trong mấy cái game show live này, phải chọn kiểu cục súc mới chịu nói tụi nó. Đấy. Đỡ đòn là B, chạy với né là nút B, khóa mục tiêu là R, cứ bổ sung A, đổi vũ khí. Ok, rồi. Đấy, mọi người hãy xem này, ai hành ai chưa biết. Ồ, sát người quá trời luôn kìa. Wow. Đêm trời mưa, cái này chạm ga tàu. Ơi, à dùng cái này. À vậy là đánh kiểu lắp bon, dùng R1 R2, R1 với R2 để đánh. Rớt đồ vô. Fable Catalyst. Túi này. Bucel. À đây là bình máu đấy, hụt hồi HP. Sẽ có số lượng Bucel tối đa có thể sử dụng. Khi dùng hết, pin sẽ cạn. Nếu bạn tấn công kẻ địch, khi pin đã cạn, Bucel sẽ được sạc từ từ. Các Bucel là các loại Ergo giúp cung cấp năng lượng cho Biorgan. Chúng hoạt động với các Stargazer và chúng cũng có thể chuyển đổi năng lượng từ tác động của toàn tấn công thành năng lượng nạp lại. Nói chung là khi chúng ta hết bình máu thì chúng ta có thể dùng cái chiêu tấn công để hồi cái này. Winder là nó là một cái vật phẩm sửa độ bền vũ khí. Ở đây thì mỗi lần chúng ta tấn công nó sẽ làm giảm đi độ bền. Bây giờ chúng ta có thể dùng cái này để sửa chữa vũ khí. Khi độ bền giảm xuống không, đòn tấn công sẽ bị giảm và vũ khí không thể sửa chữa bằng Riner được nữa. Vì vậy bạn nên để ý đến thước đo độ bền. Đối với những người đang trong trận chiến, Riner là huyết mạch của họ. Đồ sắc bén lưỡi kiếm có thể quyết định sự sống còn bản thân. À, đây nè. Monat Lam, cái đèn này. Một chiếc đèn nhỏ với một con rối dạng dế mèn bên trong. Nó có thể xua tan bóng tối bằng thứ ánh sáng yếu ớt của mình. Đừng sợ hãi ngay khi bạn lạc trong sương mù. Chú dế mèn những lối siêu ngỡ bên bạn. Cái này là sử dụng cái này chúng ta sẽ chết ngay lập tức và quay về điểm lưu. Một thiết bị đặc biệt có thể giải phóng toàn bộ năng lượng của Biorgan ngay tức khắc.
chết ngay khi sử dụng. Ông già lo sợ khả năng con trai mình không thể thức tỉnh bình thường mà trở nên điên cuồng. Thiết bị khởi tạo này được làm ra như một nỗ lực cần thiết cho những điều chỉnh tinh vi. Đây là một bom tự hủy à? Này chúng ta mới lượm được Fable Catalyst. Sạc Fable. Fable là gì từ từ mọi người sẽ biết. Một tinh chất được tạo ra để bổ sung cho khả năng của con rối tích tụ Fable một cách nhanh chóng. Tinh chất làm cho những con rối hoạt động hiệu quả hơn bằng cách lưu chuyển năng lượng ergo trong cơ thể chúng. Phát minh mang tính đột phá này dựa trên lý tưởng của một Alchemist. Alchemist này hồi xưa gọi là giả kim thuật. Chủ khí. Đây, một cái thanh kiếm nặng. Sát thương vật lý là 111 cộng 14. Wow. Tỷ lệ giảm sát thương khi đỡ là 65,37%. Một phần mình chọn cái này nữa là mình biết tên gì. Chọn cái này nè, chọn kiếm bự này khi đỡ chúng ta sẽ ít bị mất máu hơn. Này vật phẩm ném một cái bánh răng đó mà thường thấy ở Pratt có thể được ném đi để thu hút sự chú ý của địch. Ngay cả những vật phẩm vô giá trị cũng có thể trở nên hữu ích nếu bạn thu thập chúng. Mọi thứ đều trở nên hữu ích trong trận chiến ở thành phố đã ngưng vận hành này. Từ từ rồi chúng ta sẽ hiểu thêm tại sao cái thành phố này giờ toàn xác chết không. Ai đầu tiên lấy máu Cell dùng để hồi máu. À cái này nãy gặp rồi. Grand Rat gì vậy? Chứng kiến màn trình diễn vĩ đại nhất. Chưa đọc kịp. Ơ. Không còn rối. Tại sao mình có chê chiêu đâm sau lưng nó được. Trải nghiệm tương lai thế giới. Tượng vinh danh một vĩ nhân nào đấy. Trời ơi, sát người la liệt luôn. Nhanh thế mày. Này đánh kiểu này là không có linh hoạt được, cho nên phải hết sức chú ý đấy. Rồi. LT sử dụng Legion Arm, à là cái cánh tay má này giống trong Sekiro. Nó sẽ có khá nhiều cánh tay má có kỹ năng khác nhau. Dim Ego Regiment. Đây. À bóp cái này sẽ nhận được 100 Ego. Ego là cái năng lượng, một cái đời loại đơn vị tiền tệ trong game này đấy. Một mảnh Ego, một viên đá năng lượng thần bí có thể được tìm thấy ở Pratt. Con rối của Geppetto có thể hấp thụ Ego và biến nó thành sức mạnh. Ego vừa là nguồn năng lượng vừa là tiền tệ ở Pratt. Ngay cả những mảnh nhỏ nhất cũng có thể được tận dụng hiệu quả trong thành phố. Đây mọi người đấy, góc phải bên dưới không? Đó, nó có cái thanh trắng trắng, nó là độ bền vũ khí đấy. Đây, sửa độ bền này. Đỡ đòn bằng LT có thể dùng đỡ để chặn đòn tấn công của địch. Nếu bạn đỡ thành công, nhân vật của bạn sẽ nhận ít sát thương hơn, nhưng sẽ tiêu tốn thể lực. Lượng sát thương giảm đi sẽ được chuyển vào Urigen. Urigen sẽ tích lũy nhưng giảm dần theo thời gian. Khi bạn có Urigen,
Bạn có thể tấn công kẻ địch để hồi HP. À, Uri Gen là cái lượng mất máu mà chúng ta có thể hồi lại được. Mọi người nhìn kỹ thanh máu sẽ thấy nó có thời gian giới hạn, khi mà mất máu đó chúng ta tấn công thì sẽ hồi lại được, giống như trong Lockborn ấy. Nếu bạn đỡ ngay trước khi bị trúng đòn, nó sẽ kích hoạt đỡ đòn hoàn hảo. Một khi đỡ đòn hoàn hảo, bạn sẽ không nhận sát thương mà chỉ tốn thêm lực. Bạn có thể sử dụng đỡ đòn hoàn hảo để phá hủy du khích, vũ khí của địch, hoặc khiến chúng bị rơi vào trạng thái sắp choáng. Ây da, súc xanh. Còn bắn này. Ây da, cái thanh này đỡ tốn ít máu hơn. Đấy, hồi máu. Nghe tiếng rầm rầm gì đây ấy? Cái gì đấy? À, có thằng mất dạy đang đứng đây đến lén này. Đâu có được em. Còn con nào nấp nấp đây không? Thơ mai là cái gì? À, vật phẩm ném mìn mìn. Một quả bơm nhiệt nhôm có thể ném được, gây sát thương lửa tại khu vực gia chạm. Sao búp bét Fenzy? Búp bét Fenzy là một cái sự kiện trong game này, nó khiến cho những con rối trong game này nó nổi điên và nó tấn công người sống. Chúng ta từ từ sẽ biết thêm về sự kiện này. Sau Puppet Benji, mọi người bắt đầu chế tạo vũ khí kháng chiến trong cơn tuyệt vọng. Nhiều loại vũ khí dùng để ném đã được sản xuất và chúng cho thấy kết quả xuất sắc khi chống lại kẻ thù đông đảo. Đây là toilet. Ai làm cái gì mà rần rần như chẳng gì? Mọi người thấy để ý cái thanh màu xanh và trời không? Ở dưới thanh máu, thanh máu màu đỏ thể lực là thanh xanh xanh lá, thanh màu xanh da trời đó là thanh phay bồ. Chúng ta có thể dùng thanh đó để ra những đòn kỹ năng đặc biệt. Tấn công phía sau lưng. Phải tỏ tắt. Bộ catalyst. Cái gì mà cái tiếng ầm 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 này vậy? Anh em làm gì vậy? Tiếng gì rầm rầm dưới người ta? Có con nào nấp đây đâu? Chúng ta leo lên tầng 1. Batsinger Note. Nếu có ai tìm thấy tờ giấy này thì hãy rời khỏi nhà ga và chạy ngay đi. Làm ơn hãy nhớ tránh xa sảnh chờ. Ta đã nhìn thấy một con rối khổng lồ đập chết những người trong đó. Ta đã khóa cửa lại nhưng không biết như vậy có tác dụng gì không. Ít nhất nó cũng ngăn việc những người lạ cứ tìm cách lẻn vào. Rồi ta cũng sẽ sớm chết mà thôi. Vì thế ta muốn giúp ngươi, kể cả khi nó cũng không nhiều nhận gì. Làm ơn hãy sống sót người lạ. Ghi chú của một hành khách trên cái ga tàu này. Và ông này có lẽ cũng đã ngỏm. À, thì ra dưới có con kìa. Trời ơi, nó đang đập cái xác. Cọc đó sẽ là thử thách đầu tiên. Ừ.
giờ quên sử dụng cánh tay trái. Gì vậy? Chamber of Machina Workshop Ergo Eli. Ergo là sự sống. Dim Ergo, một cái mảnh Ergo nữa thôi. Không biết xuống dưới kia mình có qua được con gì, con quỷ dưới không? À, dành cho bạn nào chưa biết thì không phải là mình không có kinh nghiệm chơi Soulline nhé. Thật ra thì mình đã từng phá đảo Lockborn rồi. Với lại Neo phần 1 ấy. Chứ không phải chưa có kinh nghiệm đâu. Thiết bị khóa. Có những cánh cửa và cầu thang ở khắp Rat đã bị khóa bởi các thiết bị khác nhau. Bạn có thể mở khóa những cánh cửa hoặc cầu thang để tạo lối tắt. Ok. Đây. Rồi. Đối mặt thử thách đầu tiên của game. Một con mini boss. Cái moveset nó như nào. Trò còn biết lùi nữa chứ. Đấy là người ta. Sao con moveset này? À, chúng ta chưa lắp cánh tay máy vô. Phê bộ ác. Đây là cái kỹ năng vũ khí nè. Sử dụng phê bộ ác của lưỡi vũ khí khi đang đỡ, sử dụng phê bộ ác của chui vũ khí. Vũ khí với lưỡi và chui khác nhau sẽ sở hữu những phê bộ ác riêng biệt. Phê bộ ác sẽ sử dụng thanh phê bộ và những phê bộ ác sẽ tiêu tốn số lượng thanh phê bộ khác nhau. Nạp thanh phê bộ bằng cách dùng vũ khí tấn công kẻ địch. Gây choáng. À, khi cái kẻ địch nó máu nó hiện một trắng là nó sắp choáng nữa. Khi tấn công, một đường viền trắng sẽ xuất hiện ở thanh HP của địch. Khi điều này xảy ra, bạn có thể khiến kẻ địch bị choáng với đòn tấn công tụ lực hoặc phê bọa. Giữ RT để tấn công tụ lực. Chặt luôn. Lượm được cái chìa khóa Workshop Union Frame. Haha, mình đã qua được nó. Bà không chết mạng nào. Được không? Đừng có coi thường mình nhé. Đó giờ không phải là tôi không có chơi cái dòng này đâu. Chưa biết ai hành ai đâu nha. Trời ơi, tưởng nó gì, nó canh giữ một cái bánh xe, một cái bánh răng à. Phần thưởng không xứng đáng tí nào. Thiệt luôn á. Tưởng cái gì quý giá hơn xíu được không? Chứ thằng đó hình như là đầu game vô cũng có khá khá người chết vì nó. Đã mình không có cơ hội sử dụng phê bộ bạc luôn. Đây, chúng ta dùng chìa khóa để mở rồi. Sao không gỡ cái này ra được ta? Tắt lưng trên. Cáo rồi, đúng rồi. Gắn cái răng này vô. Để cái gì ném dù địch. Ok. Cái này không nghe được nha.
lên đường. Nhiệm vụ bây giờ là tới sàn Crash. Bonfire trước mặt. Đêm trời mưa. Sửa chữa Stargazer. Đây là bonfire để lưu game. Sử dụng một Stargazer sẽ giúp bạn hồi phục HP và thể lực, cũng như sạc lại các boost cell. Bạn sẽ hồi sinh ở đây. Một khi chết, hãy nhớ rằng quá trình này cũng sẽ hồi sinh kẻ địch, không chỉ nguyên mình bạn. Đấy, một khi ngồi vào cái này thì nó sẽ hồi hết toàn bộ cái địch. This is called a Stargazer, a marvelous device the Stalkers used in the past. Warning: Puppet threshold exceeds danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Ồ, lên cấp luôn, lên level luôn. Vitality nó sẽ tăng máu và Vuri Gen. Đặt tỷ lệ hồi máu khi đánh á. Vigor tăng thể lực. Capacity tăng cái trọng lượng chúng ta có thể mang theo. Multivity là tăng gì ạ? Tăng tấn công vật lý. Như là tăng tỷ lệ kháng. Ở đây là vật lý, kháng đồng vật lý, kháng lửa, kháng điện, kháng axit. Technical cũng tăng luôn, hai cái này giống nhau. Advanced tăng tới Legion. Rồi, mới vô tầng máu trước, chỗ lành. Tăng máu. Hai level máu luôn. Rồi, máu đi. Máu trâu là được. Mới vô máu trâu là được. Không đủ ego nâng cấp nữa. Rồi. Còn có cả sát người quá trời rồi đây. Rồi, con rối. Ở đây bọn rối mất dạy này nó hay có chiêu một kích đánh lén lắm. Cẩn thận đấy. Tiếng chó. Ủa con rối mà chó nữa. Im ego rách mình. Đi đi đi. Sử dụng kỹ năng. Rồi thử nha. Phải bay bộ ạc đấy, thấy chưa mọi người? Cái đó nó chiêu đó là sử dụng bay bộ ạc của cái lưỡi, còn cái chui là LB với là Y. Ok, chút mình sẽ thử hết. Còn con chó con gì đây không? Đây con thằng này nè. Đỡ đòn hoàn hảo đấy. Cái vừa rồi gọi là đỡ đòn hoàn hảo. Thấy mình chơi rồ. VV Ergo Ragman. À hồi 300. Nó giống như kia thôi. Hai vị kia hồi 100 thì nó hồi 300. Không phải cái hồi mà nó cộng thêm như 300 cái Ergo. Đi hết ở đây. Thank you.
thì đang ở. Ủa, ơi, bấm nhầm nút. Dầm ba cái con. Bấm nhầm nút hồi máu mới đau chứ. Hay người quấn mài được kiếm ghê. Cửa này bị khóa không mở được. Cục à. Đi vòng vòng. Bạn bên kia như chưa đi thì phải. Mình sẽ bọc một vòng bên kia. Nãy giờ chắc sẽ có một số bạn thất vọng không thấy mình bị hành. Bài chó. Đông thế. Nhảy trò đê tiện luôn với anh. Kỹ đấm. Dám kỹ đấm với anh. Lần muốn con. Gì à? Rat Isu 183. À, cái đẹp thời báo. Có thời báo Rat Time. Isu 183. Brand Exhibition. Tại triển lãm của Rat bị trì hoãn. Quyết định này được đưa ra để đảm bảo, để bảo vệ người dân cho đến khi cái cơn búp bét Benji khiến toàn thành phố bị tê liệt gần đây được kiểm soát. Bếp Benji nãy nói là mình nói rồi đó, là sự kiện con rối nó nổi điên, nó tấn công con người. Khi sự việc bắt đầu xảy ra trên Rosa Isabel Street, khiến hàng trăm người thương vong. Trong khi vẫn chưa rõ nguyên nhân, số thương vong và quy mô thiệt hại ngày càng tăng. Khi cuộc khủng hoảng kéo dài, workshop và Vagini Company, nhà máy sản xuất con rối lớn nhất của Rat, tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp vật tư khẩn cấp cho người dân và làm mọi thứ có thể để giảm bớt tình hình căng thẳng lúc bấy giờ. Đội đặc nhiệm đang điều tra khả năng Grand Covenant đã biến mất. Đó chính là giao ước điều khiển các con rối của workshop. Tuy nhiên, hiện tại không có giải pháp nhanh chóng nào với cơn điên cuồng của những con rối, dẫn đến nhiều thương vong hơn. Khi thành phố chuẩn bị đối phó với sự bùng phát trở lại của Petrification Degree, người dân được khuyên nên ở trong nhà vì sự an toàn của chính họ. Tuy nhiên, nhiều người dân đang cố gắng trốn thoát qua Rat Central Station, khiến tình hình chung càng trở nên hỗn loạn hơn. Cái vụ mà Betty Cason Tree, người có thể hiểu đó là cái sự kiện hóa đá do những người dân này bị ảnh hưởng bởi Ergo. Thì lúc đầu trên thế giới không có Ergo, có hai nhà thám hiểm, họ tìm thấy được Ergo, một nguồn năng lượng có thể trao cho những con rối sự sống. Còn cái Grand Covenant nó là một cái giao ước. Mọi người có thể hiểu đó là một cái quy tắc khi người ta tạo ra những con rối ở đây. Giống như mà khi coi mấy cái phim mà tạo robot đó, thì ta sẽ cài đặt vô nó là ba cái điều kiện, ba cái quy tắc mà nó bắt buộc phải tuân theo. Thì cái Grand Covenant cũng giống vậy. Thì mình nhớ hình như ba cái quy tắc ràng buộc robot đó là nó phải tuân lời người tạo ra, không được tổn thương con người, phải giúp đỡ con người, nhớ đại loại là vậy. Thì cái Grand Covenant này nó cũng vậy đó. Không hiểu tại sao cái con rối, những con rối trong này nó lại vi phạm cái quy tắc Grand Covenant và nó tấn công con người. Từ từ chúng ta sẽ biết. Nào, để chờ có vượt hóa sướng không? Quá trời sướng rồi. Tiếng Anh thì sao hiểu được mấy cái này, khó hiểu lắm.
không có ai rảnh ngồi dịch hết. Tượng bên nhìn này, trời ơi, nó treo sát người luôn. Chào mừng đến thành phố Rat, vinh danh Valentinus. Người đã tạo dựng nên cái gì đấy? À, lúc này được nhảy. Nhấn này là nhảy, ok. Nhấn L3 để nhảy. Sau này có một số trường đoạn chúng ta phải nhảy. Hồi nãy có hướng dẫn nhưng mà mình không đọc kịp. Hướng dẫn này nhanh quá. Trời trời, ở con rối dưới đây nó đang đập cửa kìa. Phá làng phá sớm không? Mày sẽ chết mày với anh. Cẩn thận ngay góc này, hai có mấy con núp này đó. Ở đây là một lối đi tắt thôi. À không được, phải mở từ phía bên kia. Ok. À con này cầm súng bắn lén nè. Mất dạy. Mất dạy biết quên. Xuống đây. Này đang phá làng phá sớm rồi. Phá làng phá sớm. Team Evo Redman. Game này không có map thì mọi người. À một con chó. Đây này mày. Đây. Fable Act. Đu vũ khí cái này nãy có thấy sử dụng được gì đâu. Nó gồng lên nó này nên nãy xài nè. Đấy, có được gì đâu. Có được cái gì đâu. Không biết tác dụng nó là cái gì luôn. Có bạn nào biết không? Rồi nếu nó thăng đam hay là nó đỡ đòn. Trời, mấy cái game này phải hết sức cẩn thận. Nó hay nấp lùm, nấp bụi, nó cắn trộm lắm. Bên trái, bên phải. VV Ergo Redman. Buồn điện thoại vậy. Rồi sao? Ờ, trong đây có món đồ nữa. Wow, một con quái elite. Fury Aztec. Một vài kẻ địch sẽ hóa đỏ và tung ra một đòn mạnh mẽ được gọi là Fury Aztec. Không thể tránh hay đỡ Fury Attack, nhưng có thể phản công bằng đỡ đòn hoàn hảo. À, đòn màu đỏ là không né tránh không đỡ được. Wow, đau thế. Cứng. Quái elite này hay đánh trốn rồi.
đường đi lắm, nhiều lắm. Có con này giả chết không? Lại con. Rồi dụ con này ra. Mày. Còn con mất dạy kia đang đứng nó canh nó bắn lén đấy. Mất dạy. Mất dạy. Ôi. Ngay mà. Không đầu. Mới vô thì có vội xài mấy cái bình này. Đi lên xem nó có chạy theo không. Con chó nó có chạy theo không. Có đồ RT, RB. Ủa, chứng tỏ là dưới đây có một cần nữa. À ha. Này lại đây. Ra tay trước là đủ sắt. Sao lắm đường đi thế này. Chỗ chúng ta thấy đây. Vegini Ugen Repair Tool. Cái gì? Ngay lập tức sửa chữa đầu bền vũ khí. Một công cụ sửa chữa khẩn cấp được Vegini chế tạo. Ngay lập tức hồi phục đầu bền vũ khí. Đây là một công cụ sửa chữa khẩn cấp được Vegini chế tạo để hỗ trợ các Stalker. Đáng tiếc là cơ sở sản xuất ra nó đã bị phá hủy trong thời gian lũ rối chiếm đóng, nên nó đã trở thành một vật phẩm quý hiếm. À, nó sửa đồ ngay lập tức đó mà. Đây, sử dụng cái này. Ồ, hồi đặt phải bồ hay không? Cái này nó chỉ đấm thôi, chả được mà. Giờ phải mau chóng tới khách sạn Brad để chúng ta kiếm thêm đồ ngon. Giờ tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Sao lắm đường vậy? Đường bên kia là nữa là sao? Bên đây còn con đường nữa, mình muốn đi luôn. Có quái Elite thì lũng gì đây không? Destination Hotel Crot. Đâu? Optimal location for observing the destination. À kìa, cái sáng sáng trước mặt chúng ta. Ghê không? Đây đường cục nhé. Không biết trong tập này có kịp đánh con boss đầu tiên. Hãy leo lên đây đi xuống. Ok. Bên này. Ở bên này đi rồi. Có đánh được anh chứ. Mày ra đây. Vẫn không đầu mà anh sợ. Rồi vậy đi lên thì đi xuống rồi. Chó như này. Đây là đường cục. Trời ơi, xe ngựa. Game này lấy bối cảnh không phải là thời kỳ Victoria Pháp, mà nó là thời kỳ Ebola gì đấy. Cái từ đó từ tiếng Pháp mình không biết đọc sao. Được thật đây. Rồi. A powerful parade puppet is blocking the entrance.
and that's the only way in. So please, chuẩn bị là boss à? Tôi chưa chuẩn bị tâm lý. À, có điểm lưu rồi, không sao. Có điểm lưu được không sao. Ông này là ai đây? Thương nhân hả? Nâng cấp luôn. Vago capacity. Thấy nhiều người ta tăng cái này, cái motivity với lại cái tech này nó có gì khác nhau, thấy y chang nhau luôn. Thấy đa số người ta tăng vô cái tech. Ồ, nhưng mà mình muốn tăng máu trước, vẫn là máu. Máu trâu là được. Level 14 à. Khoan, trước khi nói chuyện với ông này chúng ta sẽ đi một vòng. Còn sót gì không? Biết ngay mà. Introducing the Para Puppet. Ở đây sẽ xuất hiện một con rối tuyệt vời để khuấy động lễ hội. Xin giới thiệu Para Master, một mẫu rối diễu hành mới nhất từ workshop để kỷ niệm đại triển lãm. Xin chào, tôi là Para Master. Tôi rất thích hát và diễu hành cùng mọi người. Đây là con boss mà chúng ta sắp đối mặt đúng không? Paramaster có các chức năng sau: 16 bài hát vui nhộn, tiếng cười vui vẻ và 54 lời thoại diễu hành. Những điều nhảy diễu hành làm trẻ em thích thú. Sức mạnh để cõng 6 người đàn ông trên vai. Paramaster này được chế tạo rất lớn để kỷ niệm đại triển lãm. Hãy khám phá sự hấp dẫn của nó vào đêm trước cuộc triển lãm sắp tới. Ông này chắc là thương nhân, coi ông có bán gì hữu dụng giúp chúng ta đánh boss không. Hello there. Welcome to Krat, visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone? You could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. Ôi, ông này là người, ông là một thương nhân. Bán gì hot không? Calling Cell, một cục pin công suất lớn dùng để ném, gây sát thương điện trong phạm vi va chạm. À, giống như cái bình nhiệt nhôm thôi, y chang luôn. Electric Lit, tạm thời tẩm sát thương electric, tẩm sát thương điện và vũ khí. Một chất bôi trơn đặc biệt được tạo ra bằng cách trộn lẫn các bột kim loại dẫn điện với nhau, tạm thời yểm điện vào vũ khí. Các sóc cơ thông thái sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào xảy ra trong trận chiến. Các chất mài là một loại vũ khí hữu ích, có thể giúp lật ngược tình thế trên chiến trường thay đổi liên tục. Cây này là cây kiếm, một trong ba cây kiếm đầu game nó cho chúng ta. Cây này mình có rồi mà không bán gì nữa vậy. Cái này mua hai cái luôn, rồi hết tiền luôn. Gắn cái đó như nào ta? À, đây. Đó, ngon lành chưa? Hy vọng một phát qua luôn nha mọi người. Mời mình bóc cái này trước đã. Thêm vũ khí điện. Phải luôn.
ghê vậy. Ủa nãy mới cái kia. Không được rồi. Chứ không có tác dụng luôn. Khi chết trong khu vực đấu trùng, Dead Ego sẽ được tạo ra ở lối vào khu vực đánh trùng. Ok. Cái lối bùi này nó hơi chậm quá. Nhưng mà chúng ta có thể đồng ý mà. Cố lên. Không phải là không có cơ hội con. Đầu tiên thôi. Mà nắm được mô xét của nó rồi. Thank you.
sao nó không có cục xuống. Ây da. Sử dụng vũ khí cái này yeah. Đang tấn công không né được. Cái địch bị trốn và tỏa tắt nên cái địch bị trốn thành công ghi sát thương rất nặng rồi. Một cái quạt như là một cái pha rai vậy đấy. Nhận được cái gì ta? Đây, một cái quạt. Nguyên liệu kích hoạt khả năng của Biogun, một mảnh Euro nhỏ bé, đầy màu sắc. Được dùng để kích hoạt một khả năng đặc biệt khi được trang bị cho Biogun. Có những loại Euro với màu sắc và mức độ rung động khác nhau. Công xưởng sẽ sử dụng loại ngọc này để mang đến những khả năng khác nhau cho các con rối. Hồi nãy giờ quên lắp nhẫn vô mới đau thôi chứ. Ủa, cái này là báo mà. Cái gì chú là có rồi. À, huy hiệu lên lắp. Không có gì đâu.
Quả này nó tự gấp luôn. Workshop Unicorn Basic Frame, trọng lượng 5.8. Các bộ phận cường hóa khung xương cho con rối có thể chống được sát thương vật lý. Khung xương cơ bản do Workshop Union chế tạo là bộ phận gia cố của con rối chế tạo kích thước tiêu chuẩn. Huy hiệu không có. Bộ phận phòng thủ nãy lầm nó tự gắn luôn à. Gì vậy? Workshop Union Old Generation Converter. Đây là các bộ phận phụ giúp tăng khả năng kháng thuộc tính của con rối. Có thể tăng cường khả năng chống lại các trạng thái tiêu cực. Một phụ tùng thế hệ cũ do Workshop Union chế tạo. Thiết kế của nó đã cũ nhưng rẻ và hiệu quả nên vẫn là phụ kiện được sử dụng chính. Cái này là Workshop Union Gutrite Prototype gì đấy. Bộ phận áp dụng trên hệ thống tuần hoàn của con rối. Có thể tăng cường khả năng chống lại các trạng thái tiêu cực đặc biệt. Một nguyên mẫu được phát triển bởi Workshop Union ra đời sau nhiều nỗ lực nhằm cải thiện khả năng biểu diễn của con rối. À, cái này là lớp lót giảm sát thương vật lý nè. Một lớp lót được thiết kế theo kích thước được Workshop Union phê duyệt. Nó có thể được làm bởi bất kỳ ai miễn là nó tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận. Vì vậy không thể xác định được ai đã sản xuất ra nó. Có gì đã sai không? Không. Trang phục không có gì. Ngoài trang cũng không có gì luôn. Nói chung là nãy mình chết đâu khoảng 4-5 lần vậy đấy. Không tới 10 lần. Nhớ chắc khoảng 4-5 lần là cùng. Và do là mình quay cái này, mình không live stream, cho nên mọi người sẽ không thấy được cái cảnh boss hình mình liều liêu. Hồi trước coi mấy người khác người ta chơi thấy cái boss này hành dữ lắm. Anh người chơi khác dữ lắm mà mình thấy cũng đâu hành gì dữ đâu. Rồi tôi tới khách sạn Rat chưa? Này con rối lúc nãy đi là con rối diễu hành thôi đấy. Fable Catalyst. Cái Fable Catalyst này mình sẽ để dành, sau này sẽ xài nó khá là nhiều. Để sử dụng mấy cái tuyệt chiêu. Cây này thấy không phải phế gì. Không, cái kỹ năng ở chui của nó không tác dụng gì luôn. Còn được mà sống không đấy. Chết luôn à. One more thing I should mention. Sao? The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. À. Thì mấy con rối này khi được tạo ra đấy, một trong những cái điều luật ở trong đây gọi là giao ước mà con rối nó phải tuân thủ, đó là không được phép nói dối. Nhưng mà chúng ta là một con rối đặc biệt cho nên có thể nói dối được. Thật ra cái game này làm mình nhớ tới những cái bộ phim lấy viễn cảnh gì mà robot nổi loạn chống lại loài người á. Thay vì trong đây là robot thì trong này lại dùng là con rối. Chúng ta ai cũng sợ đúng không? Dạo này có cái phong trào là AI gì đấy, người ta tẩy chay nó tại vì người ta sợ nó sẽ, nó là một cái viễn cảnh tương lai khi mà nếu mà cho nó phát triển dữ quá thì nó sẽ trở thành cái viễn cảnh mà chúng ta thường thấy trong mấy bộ phim robot nổi loạn. Tại vì AI nó là trí thông minh nhân tạo mà, nó giống như kiểu nó là cái bộ não đó. Cũng mấy cái con robot đó, trên nó coi nó là robot cũng không có gì sai. Game này nó khai thác đề tài đó nhưng mà nó đi theo một cái hướng khác. Nó là những con rối chứ không phải là robot. Và thấy cũng chẳng khác gì nhiều. Hidden Moonstone. Moonstone không đến. Chưa kịp đọc luôn. Đây nè, Hidden Moonstone.
nâng cấp lưỡi vũ khí của vị vũ khí không thường lên cộng 3. Một vật liệu cường hóa quý hiếm có thể tìm được ở các khu vực khác nhau của Rat. Nó được dùng để nâng cấp lưỡi vũ khí của các loại vũ khí thông thường. Moonstone, đá mặt trăng. Moonstone không đến từ thế giới này, tuy nhiên nó là vật liệu cường hóa tối ưu nhất. Trong lúc cấp bách, các kỹ thuật viên đã đẩy mạnh việc sử dụng Moonstone để nâng cấp vũ khí mà không có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. Đây nè, yêu cơ hiếm con này. Nãy chúng ta đánh nó sẽ rớt ra cái viên này. Para Leader Ergo. Khi sử dụng thì sẽ được 5.000. Ergo nhận được từ Para Master, nó chứa đựng sức mạnh to lớn. Một thợ săn kho báu có thể sẽ muốn viên Ergo quý hiếm này. Mặc dù toàn bộ khán giả đều đã biến mất trong vũng máu, nhưng Para Master vẫn cứ vui tươi. Chỉ cần vị vua vẫn còn đó thì chương trình vẫn phải tiếp tục. Xác của mấy con rối. Đây khách sạn Rat đây nè. Biết bên đây còn sót gì không ta? À bên kia còn đồ nha. Dim Ergo Ratman. Rồi. Rồi vô khách sạn thôi. Xác cùng rối quá trời. Nó cho chúng ta chọn nói dối là con người hoặc là nói thật là con rối. Nó con người thì nó con rối, nó không cho vô đâu. Đó là hệ thống phòng ngủ. Những lò xo của bạn đang phản ứng. Thật ra thì có người đã từng thử rồi, nói là con rối. Nói 3-4 lần luôn, nó không cho vô là không cho vô. Tại vì hệ thống phòng thủ này nó đã bảo là không cho con rối vô, mà sau sự kiện con rối nổi điên sao cho vô được, cho nên bắt buộc chúng ta phải nói dối ở đây là con người nó mới cho chúng ta vô. Tại mấy cái mảnh mảnh xanh xanh đó là Ergo đấy. Game này do Hàn Quốc làm mà, cho nên toàn tên của mấy anh hàng sản không. Sau khi tìm được Ergo thì loài người đã ứng dụng nó vô, tạo ra những con rối để phục vụ cho cuộc sống. Khiêng đồ nặng, biển chuyển, giúp việc nhà, tùm lum tà la các kiểu. Tại vì con người ý y là có cái điều lực, có cái điều lực giới hạn con rối, cho nên không cần phải sợ. Nhưng mà đâu ai ngờ cái sự kiện cúp vét Benji con rối nổi điên đó. Giết người. Boss chúng ta vừa mới đánh này, trong cái lòng sau lưng nó to sát người à. Con bướm này là đại diện cho cô tiên xanh đấy. Nếu mà mọi người có đọc cậu bé người gỗ Pinocchio thì sẽ biết là sẽ có cô tiên xanh ban sự sống cho
Pinocchio. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Lên cấp. Đó, bây giờ chúng ta có thể lên cấp thông qua cái cô này. Lên cấp thông qua Sophia bằng cách sử dụng Ergo mà bạn sở hữu. Tăng chỉ số khi lên cấp, biết rồi. Level 14, giờ chúng ta có 1400. Có 1871 Ergo mà muốn lên cấp cần tới 1400. Cái mô tiếp chỉ là cái test này có gì khác nhau ta? Và tạm thời mình sẽ không nâng cấp nhé. I think he's in shock. Jenny is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Moonfly Pocket Watch, một chiếc đồng hồ bỏ túi chứa đựng sức mạnh thần bí. Em này có vai trò giống như một vai keeper trong Dark Souls đấy. Nó mới đưa chúng ta cái đồng hồ này là làm gì rồi? Dịch chuyển trở về khách sạn hoặc Stargazer sử dụng lần cuối. À, một chiếc đồng hồ bỏ túi của Sophia. Sức mạnh bên trong chiếc đồng hồ sẽ đưa người dùng trở lại Stargazer đã sử dụng gần nhất hoặc về Stargazer của khách sạn. Sức mạnh của chiếc đồng hồ có thể quay ngược thời gian về thời điểm nhân vật ở trạng thái đỉnh cao. Ghê vậy. I'll use my power to help you. Rồi hỏi thêm về Ergo. Ergo is the miracle that made Krat prosper. Without Ergo, there would be no automated puppets to make Krat wealthy. When you move, you tap into the power of Ergo within you. Gather more Ergo. It will make you stronger. Back again. In the folklore of Krat, a cricket often acts as a guide. That is why these automated models became popular. But Gemini is unique. He's more than just a guide. As you get more familiar with Gemini, you'll see what I mean. Mất đối thoại rồi. Gemini là một con dế. Nó nằm ở trong cái đèn đeo sau lưng chúng ta này. Ở trong câu chuyện cổ tích cũng có nha, cũng có con dế đó luôn. Mà mình chưa đọc chuyện đó cho nên mình không biết. Máy hát sẵn sàng. Chúng ta chưa kiếm được cái đĩa nào. Nhạc trong game này hay lắm mọi người ơi. Nói chuyện to Hotel Krat. Polandina. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Lady Antonia là cái bà đã sáng lập lên khách sạn này. Chúng ta sẽ vô gặp bà sau. Nói chuyện trước nữa. Rồi hỏi về Grand Covenant. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law.
A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Hết rồi. Về cơ bản thì mình thấy mấy cái điều luật Brain Covenant này áp dụng trên con gói cũng giống như những cái điều luật áp dụng trên robot thôi. Đầu tiên là phải tuân lời người tạo ra nó, không được hại con người, giúp đỡ con người. Ở đây thì nó áp dụng thêm cái điều luật thứ tư nữa, không cho phép nói dối. Ông này bán gì vậy? Legion Magazine, hộp chứa đầy đạn tích hợp, kích hoạt khả năng đặc biệt của Legion Arm. À, nó có thể được cấy vào Legion Arm để sạc Legion một cách nhanh chóng. Những viên đạn tích hợp được sử dụng trong các Legion Arm được phát triển với sự cộng tác của Vegini World. Những viên đạn này trải qua phản hóa học bên trong Legion Arm và biến đổi thành các chất khác nhau như lửa, điện hoặc axit. Ông này muốn bán gì hay? Lẽ mua mấy cái bánh răng. Đây, giờ chúng ta sẽ nói chuyện với lại bà chủ nhân của khách sạn này. Lady Antonia. À, cái này là hướng dẫn du lịch gì đấy. Giống như kiểu mà cái tờ bướm, tờ rơi gì đấy. Vegini Rat Landmark Guide. Điểm hấp dẫn tháng này, Hotel Rat. Khách sạn Rat là tòa nhà đáng sợ và bí ẩn nhất thành phố. Dựa theo sử ký, Hotel Rat là một tòa lâu đài biệt lập, được xây dựng bởi một quý tộc sung đạo, kẻ đã theo đuổi một hình thức huyền bí sau khi chứng kiến một cái cây tỏa sáng rực rỡ. Đã từng có thời gian nó được sử dụng để làm viện tâm thần, và một vài bệnh nhân đã nói từng chứng kiến ảo giác. What the hell? Nơi đây đã từng là bệnh viện tâm thần à? Sao nghe có mùi ao lát ở đây vậy? Tuy nhiên, không có bất cứ ghi chép nào vì chúng đã bị phá hủy sau một vụ cháy lớn. Trên tất cả, việc có quá nhiều bí mật chỉ làm tăng thêm những tin đồn không đáng có. Một số người thậm chí còn nói rằng nó được kết nối với một địa ngục vô danh. Nhưng bây giờ, những tin đồn đã tô điểm thêm vẻ quyến rũ của Hotel Rat, nơi đã được tân trang lại theo phong cách mới nhất khi những tin đồn gần đây về khách sạn ma Grand Attraction lan rộng, ngày càng có nhiều thượng khách tìm đến nghỉ ngơi tại khách sạn. Càng có tin đồn thì người ta càng đến đông. Tiếp theo là nhận xét của chủ khách sạn, bà Antonia. Khách sạn ma ư? Tôi đã nghe điều đó nhiều đến nỗi không thể đếm được rồi. Nhưng may mắn thay, những vị khách của khách sạn chúng tôi dũng cảm như những chú sư tử vậy. Đó hoàn toàn không phải là vấn đề gì cả. Xếp hạng 4/5, rùng rợn và huyền bí. Khu nghỉ dưỡng tốt nhất ở Rat, phóng viên Medoro. Hướng dẫn này được thực hiện với sự hỗ trợ của Vegini Company, một người bạn của thành phố. Thấy bức hình không? Wow, cực kỳ xinh luôn. Đây, còn bây giờ bà đã già rồi. Đây là bức hình của bà hồi trẻ. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia, and this is my hotel. Welcome. Oh, I knew from the moment we met that you're Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard. And he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. Oh, bà cho chúng ta bộ đồ. Như một cái cử chỉ. Cử chỉ hơn. Đây. Khoe trang phục. Ngồi. Bản năng của cuộc sống chính là khoe khoang vẻ đẹp. Đến mà một số người ngay cả những món quà đơn giản nhất cũng đủ đẹp để khoe rồi. Đây là ngồi nè.
Một chiếc ngai làm bằng vàng, một chiếc chiếu tồi tàn của người ông sinh. Trọng lượng của chúng có thể khác nhau nhưng cả hai đều dùng để ngồi. Kiểm tra mặt đất. Tại đất nước bình minh bên kia đại dương có câu nói: ngay cả những cây cầu làm bằng đá cũng cần phải gõ nhẹ trước khi băng qua. Sợ bị sập hả? Rồi, khoe đồ. Và thay đồ luôn. Ai trang phục đây? Someone memory, hồi ức về ai đó. Đồng phục của một trường nội trú cầu kỳ và trang nghiêm. Bộ quần áo này đã từng được mặc trước đây rồi. Đồng phục của một trường nội trú nổi tiếng ở Rat. Chữ M viết tắt được khắc trên chiếc cúc cài trang nhã. Wow, cũng đẹp đấy chứ. Mà nhìn giống bộ đồ của thủy thủ vậy. Nó không giống đồ của mấy thủy thủ à. Thuộc kiện mình không có. Nói chuyện xíu và cho chúng ta bộ đồ. Ở đây hết. Còn ai ở đây để tôi nói chuyện nữa không? À đây là cái sân. Sân để tập mấy cái đòn thế mới. Đây. Ủa em này xinh lắm. Quá xinh luôn. Đúng kiểu người xinh kiểu loli. Quá xinh rồi mọi người ơi. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this. Geppetto left it with me. Cho mảnh gì à? Wow, một cái cánh tay máy mới kìa. Công nhận game này đồ họa đỉnh thật. Legend Arm đây. Một trang bị đặc biệt ở tay trái. Mỗi Legend Arm sẽ có khả năng chiến đấu khác nhau. Legend Arm có thể được chỉnh sửa với nhiều hình dạng. Việc chỉnh sửa có thể được hiện trên Vegidi Rap Machine. Okay. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Em này sẽ nâng cấp vũ khí cho chúng ta. Nói chuyện trước đã. Về Stargazer. A Stargazer is a survival device used by the Stalkers. It powers itself by accumulating and absorbing ergo spores in the air. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Stargazer giống như kiểu bonfire trong Dark Souls vậy. If you want to test your skills or try new techniques, head for the garden. The Stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Em này có gương mặt kiểu đúng chuẩn loli nhưng mà giọng nói thì hơi trưởng thành đó. Nâng cấp vũ khí thay đổi chui. Thay đổi chui đây nè. Bạn có thể mang đến cho Eugene những cái rắc, những cái răng tay quay để sửa chữa, để sửa đổi chui vũ khí. Nói chung là gắn cái chui này qua cái lưỡi của vũ khí khác. Nó đại loại là vậy đó. Các nâng cấp của loại chui sẽ dựa trên khả năng mặc định của nhân vật. Bạn có thể thay đổi đặc tính và một cấp độ của chúng khi sửa đổi. Tuy nhiên bạn luôn có thể quay về loại balance run tay quay cân bằng. Rồi chúng ta mới có mỗi cây này. Tạm thời cũng không nâng cấp tại vì mình cũng không thích cây này lắm. Đây là bàn làm việc của em này. Và ở đây có một con hoàng thượng. Tôi đã sắp xếp nơi này theo đúng trật tự cụ thể, vì thế đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Ok. Và nó không cho mình rờ đậu luôn. Hoàng thượng chảnh đót thế. Đúng kiểu chảnh đót.
Không cho thôi, nó đi. Còn trên lầu có ai đâu? Còn ai trên lầu đâu? Đường chặn hết rồi. Đi chơi việc quá phải chơi kỹ vậy chứ. Mình thấy có một số người ta chơi ta rút nhanh lắm. Không phải chịu khó mà đọc mấy cái tài liệu lụm được như mình đâu. Quả từ bên trong ok. Đi chơi việc quá mà không đọc mấy tài liệu mình thấy phí. Phí công sức của người ta làm ấy. Ta đã việc hóa sẵn mà không chịu giờ đọc cũng phí lắm. Rồi, về cơ bản thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ đánh con boss đầu tiên và tới được khách sạn này. Cũng như gặp được em hot girl Sophia, là một em loli Eugene trong kia. Mình sẽ dừng tập này ở đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Không biết là mình có nên livestream cái series này không? Tại nếu livestream thì chắc mọi người sẽ chứng kiến mình bị ăn hành khá nhiều. Rồi, cái gì mọi người để lại comment cho mình biết nhé. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và share video. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo sớm nhất thôi. Bye bye.